Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Đến thăm bệnh viện C Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy ghi nhận biểu dương và đánh giá cao thành tích của bệnh viện thời gian qua, đặc biệt là đã cùng thành phố ứng phó đại dịch Covid-19. Bệnh viện cũng đã thể hiện rõ vị thế tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực và nhân dân Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ luôn quan tâm đồng hành hỗ trợ bệnh viện trong quá trình hoạt động, mong muốn bệnh viện làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đầu tư xây dựng hạ tầng, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay sau đó bí thư thành ủy cũng đã đến thăm chúc mừng y bác sĩ bệnh viện đa khoa nam liên chiểu nguyên trước đây là bệnh viện giao thông vận tải đà nẵng được sở y tế thành phố tiếp nhận bí thư thành ủy động viên bệnh viện khắc phục khó khăn ban đầu khi chuyển giao phát huy thế mạnh xây dựng đề án đầu tư nâng cấp hạ tầng lẫn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân đề nghị ngành y tế thành phố và quận liên chiểu quan tâm hỗ trợ đơn vị trong đó sớm tháo gỡ các vướng mắt để nhanh chóng kiện toàn cấp ủy lãnh đạo đơn vị đảm bảo vai trò lãnh đạo chỉ đạo xuyên suốt thống nhất triển khai hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt